cậu hai. Tôi đau quá vậy? Tôi biết rồi. Đau lắm hả cậu? Tôi đau quá. Tôi biết, cho nên tôi mới mang thuốc vô sức cho cậu đấy. Cậu ráng chịu đau chút nha, để tôi xức thuốc cho mau lành. Cậu đau lắm hả? Ráng chịu đau chút xíu nghe. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cậu. Không sao. Tuy đau, nhưng mà tay của chị xin thuốc em ơn thầy Nam nhiều. Thuốc này mát lắm. Chị sức thuốc gì cho con vậy? Không giống thuốc ngày hôm qua. Cái này á là rễ cây gái, tôi đâm với lại củ nghệ già, cho dầu mè vô nấu, chắc lấy nước. Cái này á là thuốc do tôi làm, không phải thuốc của thầy Nam đâu. Thuốc gì tự làm hả? Thuốc này á là do tôi tự làm, cho nên cậu hãy yên tâm đi. Thuốc này á làm vết phỏng mau lành lắm, rất nhiều người trị hết rồi. Tôi không có xuất thuốc bậy bạ cho cậu đâu. Tôi biết là gì không xuất thuốc bậy bạ cho tôi, nhưng mà đánh ba tôi khó lắm. Dì không nên để cho ông biết cái chuyện gì tự xuất thuốc cho tôi. Ông mà biết la cho đuổi vậy đó. Trời ơi, tánh khí của ổng tôi còn la gì nữa. Cậu không phải lo đâu. Dì tánh khí của ba tôi dì biết hả? Dì có quen ba tôi sao? Không, dì làm sao mà vinh hạnh quen biết ông chủ chứ. Ý tôi là tôi mới vô làm mấy ngày, nhưng mà tôi cũng hiểu tánh ý ông chủ phần nào, cho nên cậu hai đừng có lo. Mấy ngày nay tôi tuy mê man, nhưng tôi vẫn biết dì thức để chăm sóc cho tôi. Cảm ơn dì nhiều lắm. Với tôi á, cậu hai đừng có khách sáo. Xong rồi, bây giờ cậu uống thuốc rồi ngủ cho mau lại sức nghe. Rồi lát nữa tôi gom đồ giặt cho cậu. Cậu ráng lên, cậu uống thuốc nè. Ráng lên cậu, ráng lên. Lần đầu tôi được chăm sóc tận tình như vậy, tự nhiên tôi thấy trong lòng ấm áp. Cảm ơn dì nhiều nha. Nói vậy từ nhỏ tới giờ cậu hai không được ai chăm sóc hết sao? Cô má, bà thì bận từ sáng tới tối, chỉ có bà Bảy đã chăm sóc cho tôi. Nhưng mà bà Bảy cũng quần quật tối ngày chuyện trong nhà, cho nên tôi chỉ toàn lủi thủi một mình thôi.
Tội nghiệp cậu hai quá. Cậu đừng có nói nhiều, mất công á, vết thương lại đau nữa. Tối qua tôi thấy cậu trăng qua trở lại không ngủ được. Lúc mới uống thuốc, vết phỏng bớt đau thì tôi mới ngủ được một chút. Khi hết thuốc rồi, nhức quá, ngủ không có được gì hết. Người ta phỏng thai một chút đã nghe đau rồi, huống hồ chi cậu phỏng cả người như vậy. Cậu ngủ không được hay là để tôi hát ru cho cậu ngủ nghe? Gì bị khác sao? Ví dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo. Gặp gành khó đi, khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường. Ông chủ, nó xỉu rồi ông chủ. Ra ngoài lấy nước tạt cho mặt nó. Dạ. Dám đốt cao su của tao? Tôi không đốt cao su của ông. Bắt tải trấn rành rành, mày còn dám trôi hả? Dám làm thì dám nhận, tôi không việc gì phải trôi hả? Tôi không muốn đốt. Để tụi con cứng đầu từ bao lâu? Chứng kiến mày chứng kiến hả? Sao lao à? À.
con mắt nào mày thấy được cứu cậu hai? Chỉ có con mắt của tao và con mắt của mọi người ở đây đều thấy nó đốt cao su của ông chủ. Con mắt nào đáng tin nữa, con mắt nào? Tụi mày cút hết cho tao. Bữa nay nếu không khai ra kẻ chủ mưu, nó chỉ còn con đường chết. Thương nó, lập tức khai thiệt cho tao biết. Đứa nào sử dụng mua chuột tụi bay? Ông chủ, không có ai sử dụng hay mua chuột tụi tôi hết. Ông thả anh Hải ra đi. Bằng không á? Bằng không thì sao? Tụi mày làm gì tao hả? Tụi mày uy hiếp tao hả? Tụi mày chán sống hết rồi. Bắt hết tụi nó lại cho tao. Dạ. Là tôi một mình tôi làm. Là tôi hận ông, đúng cao su của ông. Mấy người kia không biết gì hết. Mày nói cái gì hả? Tôi nói là tôi hận ông, tôi đốt cao su của ông. Mấy người kia họ không biết gì hết. Dốt cho trâu lòng, bỏ đồ đồ tới chết cho tao. Dạ. Dạ. Trong đám tụi đứa nào còn dám chống đối nữa, nói đi. Đứa nào? Đúng rồi. Đại ca quả thật là cao minh, tính việc như thần luôn á. Một mũi tên mà bắn chết hai con nhạn, vừa lấy được lòng tin của ông chủ, vừa nhổ được cái gai trong mắt. Uống đi. Đó. Vẫn chưa hả dạ của tao đâu. Tụi mày có biết cái chuyện bày ra cái bếp ăn của công nhân tốn của tao biết bao nhiêu tiền không? Mà chưa hết đâu nha. Dám chọc tới cai tuốt này, chỉ có con đường chết mà thôi. Dạ. Vô. Thank you.
trọng cái. Còn tớ đi báo cho ông biết, con Phượng sẽ đi tìm cậu hai. Mày nói cái gì? Còn tớ đi báo cho ông biết, con Phượng sẽ đi gặp cậu hai và nhờ tìm cách cứu thằng Hải. Mày nói thiệt không? Dạ, con không dám nói láo đâu. Bây giờ con phải tập trung đám công nhân vô rừng để kiếm dì Bình. Dì Bình nào? Dì Bình má của thằng Hải. Dì ấy mất tích hôm qua nay rồi. Mọi người nghĩ là dì ấy bị lạc ở trong rừng. Bà Bình má thằng Hải. Dạ. Thôi được rồi, đưa đây. Dạ. Lên xe đi, tôi chở bà ra. Dạ, tôi cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Dì Bình má của thằng Hải nấu cơm ở trong láng á, ông Ca không nhớ hả? Tao nhớ rồi. Tụi nó nghĩ bà đi lạc sao? Dạ. Chắc bà đi lạc thiệt rồi. Qua tới nay tao cũng không thấy bà đâu hết. Bây giờ mày về, mày biểu tụi nó đi kiếm bà đi. Coi chừng bà đang bị chết đói hay là bị cọp tha trong rừng không chừng. Ông Ca không cấm tụi nó hả? Cứu người như xây bãi tự tháp, sao tao phải cấm? Giờ sao, còn chuyện gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi thì về đi. Dạ. Nhớ hạn chế gặp tao nghe chưa? Dạ. Khoan. Nếu mày dám phản bội tao, hay là để cho tụi nó biết chuyện này, mày biết hậu quả ra sao rồi chứ? Dạ con không dám đâu. Biết thì đi đi. Dạ. À không, để tao đi trước. Chết đi mày. Chống cự mày. Cảm giác chết đi sống lại có làm cho mày khôn lên được chút nào không? Nhấn đầu nó xuống. Chết. Chết mày. Nhấn đầu nó. Dạ. Chết đi. Tôi chỉ mới là cảnh cáo thôi. Lần thứ hai tao sẽ không kéo mày lên nhanh như vậy đâu. Mày có một phút để suy nghĩ trả lời. Nhận tiền để toàn mạng về quê cứ vợ. Còn bằng không thì mày sẽ chết mất xác dưới đáy sông lạnh lẽo này. Sống ở trên đời, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Đừng có ngu ngốc. Mày có chết rụt xương thì tụi nó cũng không cảm ơn mày đâu. Mày đừng có quên, mày chỉ còn một tháng nữa là mãn hạn công tra. Muốn chết hay về quê để đoàn tụ với gia đình. Nhấn đầu nó xuống. Chưa đi. Mày hả? Đừng. Đừng. Tôi không muốn chết. Tôi đồng ý. Tôi làm. Án tử này chỉ tạm khở thôi chứ chưa xong đâu. Mày dám không làm theo lệnh của tao thì dòng sông này sẽ là mồ chôn của mày, biết chưa?
Tôi biết. Biết thì liễu hồn mày đó. Mọi người ơi, hãy tha thứ cho tôi. Tôi không muốn làm như vậy đâu. Em không muốn bán đứa anh Hải đâu. Chú Bạch. Nha. Mọi người tưởng mày đi đâu thì ra mày ở đây. Mày bị sao vậy? Anh Nhàn, anh khóc hay gì? Tôi lén ra thăm anh Hải. Thế anh đang bị rối lại như vậy, lại còn bị tụi nó đánh đập. Tôi chịu không nổi. Đúng là quân khốn kiếp mà. Thế nào cũng có ngày bị quả báo à? Khi nào tụi nó chịu quả báo thì tôi không biết. Nhưng bây giờ chúng ta sống còn thua một con chó nữa. Thiệt là bất công mà. Chuyện quốc ức thì khoan hẳn nói. Bây giờ lo chuyện cấp bách trước đi. Chị Bình lạc ở trong rừng qua nay rồi, không thể để lâu hơn được. Chú Bạch nói phải. Mình mau đi tìm chị Bình đi. Anh em, mau tản ra kiếm chị Bình đi. Dạ. Chị Bình ơi. Chị Bình ơi. Chị Bình. Chị Bình ơi. Chị Bình ơi. Chị Bình ơi. Em đút cháo cho anh Hai nha. Anh Hai ráng ăn miếng cháo đi. Anh Hai ăn thêm miếng nữa nha.
Má về chưa? Má chưa về. Nhưng mà anh hai đừng có lo, anh Nhàn, chú Bảnh và anh em công nhân đang đốt đuốc vô rừng kiếm má. Mọi người nói là sẽ kiếm má khi nào thấy má thì thôi. Má đi mấy ngày rồi, anh lo quá. Anh lo thì anh càng phải ráng ăn cho lại sức. Anh cố cầm cự để em đi kiếm cậu Hai Bình. Hôm đó rõ ràng là anh, rõ ràng là anh đã cứu cậu Hai, vậy mà bị ông Cao Tức vô quan. Không được, em không được đi gặp cậu Bình. Lũ nhà giàu đó không đáng tin. Anh không muốn em về anh mà bị bọn nhà giàu ức hiếp bắt chẹt. Cậu Bình không phải là người như vậy. Cậu Bình nhất định sẽ cứu anh. Đi trong rừng ban đêm rất dễ bị lạc, nên em phải đi theo những ký hiệu mà anh và các công nhân đã đánh dấu. Em nhớ nhìn cho kỹ các sợi dây màu đỏ mà tụi anh đã cột trên thân cây cao su. Dấu dây màu đỏ? Cứ đi theo nó, em sẽ ra khỏi bìa rừng. Chỗ này cũng có một dây, vậy là đi thẳng hướng này. Cô em đi đâu mà vội vàng vậy? Anh chỉ hỏi nhỏ nhẹ thôi mà em làm gì chân mình hốt hoảng dữ vậy? Có phải em đang làm chuyện gì bỏ lắm phải không? Dạ không, không có. Con làm gì có chuyện mà ám đến làm. Có phải em đang làm chuyện gì bỏ lắm phải không? Dạ không, không có. Con làm gì có chuyện mờ ám đến làm. Không làm chuyện gì mờ ám thì em đi đâu nửa đêm khuya quắt như thế nào? Dạ. Em sao? Dạ. Dạ, dạ con đi hái nấm. Hái nấm? Dạ, dạ, con đi hái nấm. Hái nấm mới thiệt mà. Hái nấm mối mà đi kiếm vậy không có đâu. Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Con xin phép ông, con đi về. Ấy, về đâu? Về đâu? À, tới đây rồi. Trở lại đây với anh. Chứ đi đâu nữa? Bố tôi đã. Bố đã. Bố đã. Thank you.
Rồi sẽ có ngày tao sẽ bắn vào sọ của mày. Má sẽ giận, đòi đuổi em Phượng ra khỏi nhà. Làm sao bây giờ? Phượng, Phượng ơi, làm sao bây giờ? Ngoài đó đi anh. Ở đây cũng có nè. Kìa. Ôi, cô có sao không? Tôi xin lỗi con ghen. Cô có sao không vậy? Chắc là em bị trật chân rồi. Trời đất, vừa phải thôi nghe, đụng ở trên vai á mà trật cái chân là sao? Chân tôi có trật hay không á thì làm sao mà chị biết? Tôi đau á thì tôi than, chứ tôi có bắt bồi thường thuốc men đâu mà chị lo. Không, cái này là lỗi do tôi. Tại tôi đi đứng không nhìn trước ngó sau, không cẩn thận thôi. Thôi được rồi, ấy tôi đưa cô ra chỗ ông thầy Lan ở đầu chợ nè. Ông bóp chặt cái chân hay lắm đó nghe. Em không có sao, em còn đi được. Ông đừng có lo lắng quá. Sao hôm bữa ông hẹn rồi ông không tới? Báo hại em thất hứa với người ta. Hôm trước do là... Là tôi không có cho chồng tôi đi đó. Người như cô ai mà tin. Kìa mình, mình ăn nói nhẹ nhàng lại một chút được không? Khắp cái chợ này á, ai cũng nói như vậy. Chứ có phải em tự dựng chuyện đâu mà lo. Ông thân á, thì ở xóm trên, ông trai á, thì ở xóm dưới. Luôn cả người ở á, cũng đâu có tha đâu. Em á, em không có muốn chồng em á là nạn nhân của cái con hồ ly tinh này đâu. Người ta đã đem bằng khoáng giao cho em rồi, không biết là ông đây á có muốn xem qua hay không? Có chứ, tôi đây rất là muốn xem. Nhưng mà giấy tờ hệ trọng, mình không có thể xem ở mấy cái nơi như vậy được. Mình phải kiếm một cái nơi kín đáo, trang trọng mới bàn bạc được chứ. Tại vì tôi nóng lòng quá. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ cô kiếm nơi nào đó rồi cho tôi xem nghe. Nhưng mà người bán nói là không có hứng thú bàn chuyện khi có bà nhà đây. Nên em... Vô lý. Tôi á là vợ, tại sao không thể bàn chuyện mua bán đất đai được chứ? Đây á là ý của người bán, chứ đâu phải ý của tôi. Nếu bà đây không thích á thì thôi, tôi đi tìm người khác bàn chuyện. Người muốn mua đất ở vùng này á đâu chỉ có mình ông bà đây. Thôi được rồi, cô đừng có nóng. Mình à, hay là mình về nhà trước đi. Tôi đi gặp người bán, hỏi xem ý họ như thế nào, xong rồi về nhà kể lại cho mình nghe. Vậy hen. Thuận mua thì vừa bán thôi, có gì bí mật mà không cho em đi? Không có gì bí mật đâu, chỉ là người ta quyền cao chức trọng, người ta không có thích qua lại với những người ăn nói hàm hồ thôi. Nó nói em hàm hồ kìa, anh có nghe không? Thì không có thèm mua nữa. Mình không tin anh sao? Đừng để người ta coi thường tình cảm vợ chồng của tụi mình nên. Em á, em tin mình, nhưng mà em không có tin người ta. Tính toán nhanh lên đi, tôi không có thời gian đâu. Ở đó mà ưỡn ẹo mắc chướng. Mình à,
Mình quên mục đích mà hai vợ chồng mình đến địa phương này để làm gì sao? Cứ nhận nhịn đi ha. Thôi, em tin mình. Chồng bà khôn hồn thì đừng có đụng tới. Bà không có hiền đâu nghe. Thôi, cô hai đừng để ý. Vợ tôi coi vậy chứ không có để trong lòng gì đâu. Ông đừng có lo, em không có chấp nhất bà nhà đâu. Bây giờ mình đi tìm chỗ nào đó để xem giấy tờ được chưa? À, theo ý cô hai thì mình đến chỗ nào để mình xem giấy tờ này? Ông cứ đi theo em. Dạ chào mợ hai. Chào ông. À cô hai, cô hai đưa tôi về nhà cô hai có chuyện gì vậy? Không phải ý của em, mà là chủ ý của má em. Má em á hay tin bán đất cho ông đây, nên là má em tò mò muốn biết mặt người thay má cai quản dùng đất đai trù phú này. Má em nói á, đây là đất đai hương quả của ông bà, phải bán cho người xứng đáng mới được. Vậy hả? Dạ. Tính ra thì má của cô nghĩ như vậy thì cũng đúng. Mà nghe cô kể, tôi thấy bà có tình với đất như vậy, rồi bây giờ bán đất đi, chắc là bà buồn lắm phải không? Bán cho người không xứng đáng thì má em mới buồn, chứ bán cho người có tâm có đức như anh đây á thì má em càng vui. Vậy hả? Dạ. Mời ông vô trong. Ờ được. Mời ông ngồi. Cảm ơn cô. Để em kêu gia đình thưa với má là có ông tới. Dạ. Bay đâu? Dạ mợ gọi con. Đi vô thỉnh bà, nói là có ông đây muốn gặp. Dạ thưa mợ, mợ quên rồi sao? Hôm nay là ngày rằm nên bà đi chùa rồi. Dạ. Trời ơi, hôm nay rằm á mà em quên mất. Em xin lỗi làm mất thời gian của anh. Thôi, không sao. Lỗi phải gì ở đây. Làm con người á mà, cái chuyện quên á là bình thường. Thôi, hôm nào á có bà ở nhà thì tôi qua tôi thăm sau cũng được. Thôi bây giờ tôi xin phép cô. Chào cô, tôi phải đi về. Khoan đã. Anh đã tới đây rồi á thì uống một tách trà nóng cho khỏe rồi đi về. Cũng được. Cũng được. Đây á là trà lại mua tận Thái Nguyên. Anh uống thử coi có được không? Cảm ơn cô. Nghe cái mùi thơm của trà nó phảng phất như vậy là biết trà ngon số 1 luôn đó nghe. Đúng là trà ngon quá cô ơi. Thank you.
càng thấy nó giống con mình y như đúc. Thế gian này lại có người giống người như vậy sao? Không lẽ con Bình còn sống? Nhưng nếu nó là con Bình, sao nó không nhận ra mình, cũng không nhận ra con trai của nó? Xong rồi, dì có thấy đỡ hơn xíu nào không? Đỡ con, đỡ. Tuy là nó có bớt sưng, nhưng mà thầy Nam cũng có dặn rồi, dì phải hạn chế đi lại nghe. Mà nếu không có chuyện gì cần thiết, dì cứ nghỉ ngơi. Có gì dì cứ sai con là được rồi. Dì tởn rồi, không có dám đi nữa đâu. Mà cậu hai đang bệnh, chuyện nhà đang đăng đê đê, một mình con làm sao sẽ? Dạ, không sao đâu dì. Con chịu khó thức khuya, dậy sớm một chút là kịp hết à? Mà dì phải cố gắng tịnh dưỡng đi, đừng có lo lắng quá. Không có tốt cho sức khỏe đâu. Dì biết rồi. Nhưng mà Bình nè. Dạ. Có thiệt là trước khi vô đây mần, con không có quen biết với dì, với thằng Lũ. Dạ thiệt. Mà sao mấy bữa nay dì cứ hỏi con câu này hoài vậy? Thì tại dì thấy con giống người quen của dì lắm. Mà thôi đi, chắc là dì già cả rồi, lẩm cẩm nên tưởng tượng ra thôi. Chứ nó nhảy sông tự tử, nước sông chảy xiết vậy, làm sao mà sống sót nổi. Bộ người đó là người quen của dì sao? Nó là cháu của dì. Mà thôi, chuyện qua lâu rồi, với lại nhiều lớp lang lắm, dì không có muốn nhắc lại. Tại bởi vì dì thấy con giống cháu của dì, nên dì động lòng nhớ nó vậy thôi. Dạ đúng rồi đó dì. Chuyện thương tâm, người già không nên nhớ. Cũng sắp tới giờ con cho cậu hai uống thuốc rồi. Để con đỡ dì nằm nghỉ, rồi con lo cho cậu hai nghe. Được rồi, để dì, con đi lo cho cậu đi. Dì nằm đây nghỉ nghe. Được rồi con. Dạ. Dì Bảy, đúng là con, nhưng con chưa thể nói cho dì nghe lúc này được. Lựa lúc thích hợp, con sẽ nói cho dì nghe. Chào cô hai, tôi về nghe. Dạ, ông đi thông thả. Dạ chào ông. Dạ ông về. Dạ.
chứ? Dạ nhớ. Dạ nhớ. Khiêng ông ta tới chỗ ít người, nhớ làm cho nhanh gọn đó, không được để lại dấu vết. Xong rồi á thì đem vật tới nhận thưởng, nghe chưa? Dạ. Dạ mợ. Từ từ thôi Phượng, coi chừng sạc đó. Cậu ba. Phượng cứ nằm đó đi. Phượng không nhớ gì hết hả? Phượng bị xỉu ngoài cửa, tôi phải dìu Phượng vô phòng đó. Mà sao Phượng xỉu vậy? Chắc tại Phượng vừa đói vừa khát. Đói hả? Phượng đi bộ từ rừng cao su về đây, nhìn đói nhìn khát đã hai ngày nay rồi. Nói vậy là Phượng đói bụng lắm rồi hả? Đợi Xuân chút xíu nha. Cậu ba. Đây nè, Phượng ăn đi. Thích bánh nào ăn bánh đó nha. Nè. Đó, Phượng ăn đi. Thích bánh nào thì ăn bánh đó. Từ từ thôi. Còn nữa nè, Phượng ăn từ từ thôi. Từ từ thôi. Áo của Phượng rách hết rồi. Mặc áo của Xuân nghe. Cảm ơn cậu ba. Không có gì đâu. Phượng ốm quá à, lại còn đen nữa. Chắc là đi làm ở rừng cực khổ lắm phải không? Có cực gì đâu. Chắc tại mấy ngày lặn lội trong rừng mệt mỏi cho nên cậu ba thấy vậy thôi. À, Xuân nói với má rồi. Má nói á, chỉ cần Xuân nuôi hai con cá kia khỏe mạnh là má sẽ cho Xuân cưới Phượng làm vợ đó.
Cậu ba nói gì vậy? Cậu ba nói cái gì cưới Phượng? Phượng không hiểu. Đợi Xuân chút, Xuân đi lấy cá cho Phượng coi, dễ thương lắm. Gì vậy? Cho Phượng coi chứ. Hôm qua còn bơi khỏe mạnh, bây giờ đã hết. Nó chết rồi cậu ba. Cậu ba có sao không? Trời ơi, có chuyện gì vậy hả cậu ba? Con với anh hai lo lắng đi tìm má khắp nơi không? Cậu hai bớt đau nhiều chưa? Nhờ dì chăm sóc và thầy Nam cho thuốc tốt nên tôi cũng đỡ nhiều lắm rồi. Cậu nghĩ đi, cậu nằm xuống đi. Sao dì khóc? Dì thấy tôi hết bệnh, dì không mừng sao? Cậu hai đừng có hiểu lầm. Cậu hai hết bệnh, tôi mừng còn hơn được vàng nữa. Nhưng sao tôi thấy dì không vui? Tôi không phải là không vui, mà tôi chỉ lo lắng cho thằng Hải, không biết sống chết ra làm sao. Hải bị làm sao mà dì phải lo lắng? Ông chủ, ông nghi nhà kho trái,
là do thằng Hải nó sử dụng công nhân làm bản, cho nên đã đóng trăng phơi nắng nó mấy ngày nay. Ông còn đòi bỏ đói cho tới chết kìa cậu Hải. Trời, vậy có chuyện này sao? Dạ, cậu Hai, xin cậu nể tình mấy ngày nay tôi chăm sóc cho cậu. Cậu làm ơn nói giúp ông chủ cho tôi một tiếng. Rõ ràng người hôm đó của cậu Hai là thằng Hải con tôi, mà ông cay tức lại nói là ông cứu. Dì nói Hải đã cứu tôi khỏi đống lửa đó sao? Dạ. Cậu không tin, cậu không tin thằng Hải cứu cậu ra, thì tôi xin cậu, tôi năn nỉ cậu, cậu hãy cứu nó, cậu hãy cứu nó đi cậu. Bởi vì đó là gì? Là con tôi, và cũng là anh hai của em. Cậu ơi, cậu Hai, em xin cậu Hai, xin cậu Hai hãy giúp anh Hai của em với. Anh Hai của em tội nghiệp dữ lắm, em xin cậu Hai. Cậu Hai, tôi xin cậu mà. Má, cậu Hai. Chị đừng có làm như vậy. Chị cứ đứng lên đi, rồi từ từ mình nói chuyện. Đứng lên đi. Được rồi, nhất định tôi sẽ cứu Hải. Dạ, cảm ơn cậu Hai. Nếu tụi mày không khai ra, đứa nào dám đánh và cướp mất súng của cai tuốt này, tao thề tao quýnh chết hết không chừa một đứa. Nói, đứa nào? Nói không? Xin ông suy xét lại, tụi con làm sao mà dám làm chuyện đó? Dạ phải, mong ông suy xét lại hả? Không có suy xét gì hết, không có suy xét gì hết, biết chưa? Không nói nhiều nữa. Bữa nay mà không tìm ra cái súng của tao thì tụi bay chỉ còn con đường chết mà thôi. Mày hả? Mày hả? Khai chưa? Hả? Khai chưa? Khai không? Khai mau. Dừng lại đi. Tụi nó đã đồng lòng nhất quyết không khai. Mày có đánh chết tụi nó thì cũng như vậy thôi. Tao có cách khiến cho tụi nó phải mở miệng rồi. Dạ, ông chủ có cao kiến gì xin dạy bảo à? Giết chết thằng Hải cho tao. Ông chủ, anh Hải không biết gì đâu. Cho tụi bay 3 phút để suy nghĩ. Hiểu
nếu không nói ra thằng nào đã đánh lén hành hung cải tuất thì giao nộp cái súng ra đây, tao sẽ bắn chết thằng Hải ngay lập tức. Suy nghĩ đi, thời gian không còn nhiều. Chết quan như vậy được. Chú già rồi, có chết cũng không sao. Chứ thằng Hải, chú có làm như vậy anh Hải cũng không chịu đâu. Hải, không được chú ơi. Nếu chú nhận á, ông chủ sẽ giết chú chết đó. Chú nhận chưa chắc chịu tha cho Hải đâu. Dám giật súng của ba, nếu con không kịp cản thì ba đã bắn chết Hải rồi. Người cứ cứng đầu cứng cổ như nó, súng làm chí cho trật đất. Mà cho con tới đây sẽ không có nhà dưỡng thương đi. Trước khi điều tra để chứng thực sự thật, ba không được giết hoài người vô tội. Giết lòng hơn bỏ sót. Con cũng biết là đêm qua nó cả gan đánh cải tuất bị thương, còn cướp súng của cải tuất nữa. Nếu như ba không giết thằng Hải làm gương, tụi nó không coi ba ra gì hết. Không được, ba, ba không được giết Hải. Ba biểu cùng gian ra đi. Ba đã quyết rồi, ngày hôm nay thằng Hải nhất định phải chết. Ba, lại ông chủ, lại ông chủ. Ma, ông chủ không được giết thằng Hải. Nếu ông giết nó, ông sẽ phải ở gần suốt đời. Ở đâu ra vậy? Tại sao tôi phải hối hận vì giết một đứa lì lộn cứng đầu cứng cổ như nó? Dạ phải đâu ông chủ, bữa nay ông nhất định phải giết nó để làm gương cho đám công nhân này. Ông chủ, không được. Ông chủ ơi, ông chủ không được giết nó. Vì đó là... Đó là ai? Đó... Đó là... Đó là ai thì nó cũng phải chết. Một gian ra. Không, không, ai đã cứu con? Con không cho họ giết ân nhân cứu mạng của mình. Thằng Hải cứu con hả? Dạ phải. Mà Hải cũng phải thủ phạm để đốt kho cao su. Mà Hải đã cứu con ra khỏi đám cháy. Chủ ơi, ông chủ ơi, ông chủ, chính vì cứu cậu hai mà tay thằng Hải bị phỏng. Bằng chứng còn ở đây nè ông chủ ơi. Phải đâu bạn, chính là Hải đã cứu con. Thả nó ra rồi chăm sóc vết thương cho nó. Ông chủ, nhanh lên chú. Anh Hải, đi đâu anh? Lên anh Hải con.
Gắn lên đây. Em mệt hả? Dạ. Thôi mình ngồi xuống đây nghỉ một chút ha. Dạ. À, có xương sa hột é, chị dùng gì? Em dùng cái gì chị dùng cái dạ. Đó chị Tư ơi, cho em hai ly xương sa hột é chị. Dạ dạ, chờ chút nha. Chị có chút thắc mắc muốn hỏi em bấy lâu nay, nhưng mà chị e không phải. Đã nói là chị em hàng xóm rồi, có cái gì đâu mà phải khách sáo. Chị muốn hỏi gì chị cứ hỏi đi, không có gì phải ngại hết. Quen thím cũng được một năm rồi mà tôi không thấy thím mua sắm may mặc gì cho mình hết á. Dù gì á, thím cũng là vợ của một người danh giá nhất vùng. Với lại cậu Văn đâu phải là người quá khắt khe đâu. Dạ, tại em xuất thân nông dân nghèo hèn, em ăn mặc xềm xoàn em quen rồi. Anh Văn á, với mấy đứa nhỏ cũng có mua về, em cũng đem xếp hết chứ không có mặc. Bởi em nghĩ quần áo cũng chỉ là để che thân thôi, còn lạnh lặn tinh tươm á, thì mình hao tốn tiền bạc để làm gì. Chứ bà con xứ mình cũng còn nghèo lắm, nên em muốn dành dụm chút đỉnh để phòng thân. Rồi khi thiên tai dịch bệnh, mùa màng thất bát, cũng có cái để mà ăn. Dạ mời hai cô. Cảm ơn dì Tư. Dạ. Dạ. Em mời chị. Chị nghe người ta nói tiếng thím nhân hậu nhất xóm mình, bây giờ mới chứng kiến lời đồn đó không có sai. Chị nhất định sẽ học hỏi là không có phung phí tiền bạc một cách hoang phí nữa. Đây là ý của riêng em thôi, chị đừng có hiểu lầm. Rồi chắc là em muốn lên giọng dạy đời. Chị làm sao mà trách thím, những lời của thím đã giúp cho chị tỉnh ngộ. Mà chỗ chị em, chị cũng không giấu giếm làm gì. Thực ra trước khi về làm vợ anh Lẩm, chị vốn là con nhà ruộng chứ không khá giả gì hết. Lúc đó nhà của chị rất là khó khăn, nghèo đến nỗi má của chị đứt ruột đau lòng đem chị Tư cho bớt người ta luôn. Chị nói làm sao? Việc Tư của chị mà chị đem cho người ta là sao? Lúc đó chị còn nhỏ, không có biết gì hết. Nhưng mà theo lời chị hai của chị trăn trối lại là như vậy. Em làm như vậy là chị giận em xuống.
không thèm nhìn mặt em nữa. Vậy hôm ấy em năn nỉ chồng em, nói ảnh cho em trước chị về quê chồng em ở chung với em. Ảnh thương em lắm, chắc ảnh không có so đo chuyện này đâu. Thầy thuốc nói phải có thiệt nhiều tiền thì mới cứu được em. Tình cảnh rất ngặt nghèo, trong khi chưa biết tính làm sao hết, thì có một cặp vợ chồng hiếm muộn đi ngang qua. Họ không có giàu, nhưng được cái thiệt thà nhân hậu nên tía má mới bán em tư cho họ để lấy tiền mua thuốc cho em. Trời ơi, sao từ trước tới giờ không ai nói cho em biết cái chuyện này hết vậy? Tía má sợ em biết chuyện tự trách mình cho nên dặn chị giấu kỹ. Nhưng mà tía má hối hận lắm. Trước khi nhắm mắt, tía má dặn chị là phải ráng kiếm cho bằng được em tư. Không phải là đòi lại, nhưng lá rụng về cội, em tư cũng phải biết gốc gác của mình. Chị Tư ơi, tội nghiệp cho chị quá. Bao nhiêu năm nay chị đã cố gắng dò tìm tung tích của em Tư. Mấy lần chị tưởng là tìm được, nhưng mà khi tới đó thì gia đình của em Tư đã dọn đi chỗ khác. Liên quan tới thân phận của em Tư, chị đều ghi chép cẩn thận, cất ở trong đây. Má kể lúc cho em Tư
Má có đưa cho vợ chồng kia một chiếc vòng cẩm thạch giống hệt như chiếc này vậy. Đây là đôi vòng cưới của bà ngoại, và đó cũng là kỷ vật duy nhất để tìm thấy em Tư. Nên bao năm nay dù nhà nghèo như thế nào, má vẫn quyết giữ không bán. Đây là lời hứa của chị với thím má. Chị không muốn giao gánh nặng này cho em, nhưng chị lo là chị không phải nói gì hết, em nhất định mới kiếm được chị Tư. Cũng hơn hai mươi mấy năm rồi, chị vẫn tiếp tục theo manh mối của chị hai để lại, lặn lội khắp nơi để kiếm chị Tư. Nhưng mà ông trời cứ như thể trêu ngươi chị vậy. Lần nào sắp tìm ra manh mối thì cũng nhận được tin là gia đình họ chuyển đi. Ông nhà của chị cũng vì thương mà muốn chị làm tròn lời tín thác của chị hai, nên khắp cái tỉnh này nè, hễ mà nghe có manh mối là cùng chị rong ruổi kiếm tìm. Anh nhà chị nói để mà tìm kiếm một con người mà chỉ có một chiếc vòng này thôi thì chẳng khác nào là mò kim đáy biển. Người nào có lòng á thì ông trời sẽ không có phụ. Em tin rồi á, sớm muộn gì chị em của chị cũng đoàn tụ thôi. Chị cũng mong như lời thím nói như vậy đó. Lần này chị nhất định dừng chân lập nghiệp ở cái xứ này. Thứ nhất là chị nghe đồn thổ nhưỡng ở đây rất tốt. Thứ hai là chị nghe nói đây là nơi dừng chân cuối cùng của chị Tư chị. Nếu mà chị có manh mối như vậy thì dễ rồi. Anh Khải Văn biết nhiều, lại có uy tín với nhiều người. Em sẽ nhờ ảnh tập hợp người dân quanh đây để hỏi giùm chị. Biết đâu mình có manh mối gì thì sao? Phải đó Đa, chuyện như vậy mà sao chị không có nghĩ ra. Cảm ơn thím nghe. Nhưng mà làm như vậy thì chị sợ là có phiền bà con dân làng với cậu hai Văn không? Em biết tính của anh Văn mà, giúp người á thì anh không có thấy phiền gì đâu. Mà bà con ai cũng vậy cả thôi. Được như vậy á thì may mắn cho chị quá. Thiệt đó. Cô có sao không? Em không sao. Có chuyện gì vậy chị? Không có chuyện gì đâu. Nhưng mà tự nhiên là chị đang có một cái chuyện gấp cần giải quyết. Chị xin lỗi nghe. Thôi chị đi trước, em thông cảm. Dạ. Còn đau thì còn cứ la lên, để má biết má còn làm nhẹ nhẹ lại. Cố chịu đừng làm cái gì, cái tật từ nhỏ tới lớn không chịu bỏ. Má à, giờ cũng không đau lắm, con chịu nổi cho nên con chưa có la. Chừng nào con chịu hết nổi con sẽ la mà. Bữa đó má đang đi thì gặp ông chủ. Ông cần có người chăm sóc vết thương cho cậu Bình.
thấy ông nói quá nên là má mới đồng ý rồi leo lên xe đi luôn. Mà quên không nói cho con với con Phượng biết. Báo hại làm hai đứa đi khắp nơi kiếm má. Dạ. Má, chuyện qua rồi. Má không bị gì là con mừng rồi. Má đừng có áy náy nữa, không tốt cho sức khỏe của má. Thịt da người ta chứ có phải sắc đồng đâu mà đánh dữ vậy không biết. Còn bỏ đói bỏ khát phơi nắng nữa. Mấy người này thiệt là độc ác vô nhân mà. Má à, con đã không sao rồi, má đừng có buồn nữa. Thầy bói đã nói số con phước lớn mạng lớn, không có chết được đâu. Má coi nè, ngay cả đại á còn né con thì má lo cái gì nữa. Con còn nói nữa hả? Con có biết là lúc nhìn ổng chĩa súng vô người con bóp cò, má sợ muốn chết. Cũng may là có cậu Bình kịp gạt tay hất mũi súng lên trời, cho nên viên đạn mới hớt qua vai con. Chứ ở đó mà phước lớn mạng lớn. Chắc là má và em Phượng năn nỉ nhiều lắm, cho nên cậu hai mới chịu cứu con đúng không? Không có, má có năn nỉ gì đâu. Cậu hai á, cậu quý con lắm. Má nói con câu á là cậu đi cứu con liền. Má nói đúng anh hai. Cậu Bình tốt bụng dữ lắm, đang bị thương mà còn chạy đi cứu anh nữa đó. Câu này từ chiều giờ á, anh em lặp đi lặp lại hoài à. Chắc là muốn giống như người xưa không? Hả? Muốn lấy thân báo đáp phải không? Anh hai nói gì vậy? Tự nhiên em lấy thân báo đáp là sao? Nè, đừng có tưởng là anh không biết gì nghe. Nhàn nó nói cho anh nghe hết rồi đó. Anh Nhàn nói gì với anh chứ? Nó nói là có lần nó thấy em với cậu hai thân. Anh hai, anh hai. Anh hai, anh hai ăn cháo đi cho nóng. Anh hai đừng có nói bậy. Má nay bây giờ vậy để coi em có biết điều với thằng anh này không. Tôi đồng ý với cái giá mà cô đã đưa ra. Thôi thì bây giờ mình sẽ gặp nhau ở tòa, rồi làm giấy tờ, sau đó tôi sẽ chồng tiền cho cô luôn. Nhưng mà sau khi nói giá với anh xong, về nhà em suy nghĩ lại, em thấy hình như mình đã nói hớ rồi. Sao? Hớ à? Ừ, hớ gần 30 lượng luôn đó anh. Cô nói làm sao á, chứ tôi nghĩ là cái giá như vậy là đúng với thị trường hiện giờ, không mắc và cũng không rẻ. À, mà thật ra thì vợ chồng tôi muốn mua miếng đất đó lắm, cho nên nếu mà cô thấy có thể thêm chút đỉnh á, thì chúng ta có thể thương lượng lại. Vậy em muốn thêm 30 lượng nữa, ông có cho em được không? Tôi á, đúng ra muốn mua miếng đất của nhà cô lắm, nhưng mà thêm tới 30 lượng nữa thì cái giá đó tôi e vợ chồng tôi kham không nổi. Thửa đất nhà em á nằm trong khu thổ nhưỡng tốt nhất vùng, xét phong thủy, xét giao thông thủy bộ á đều thuận lợi. Nếu như anh đây không mua thì có người khác mua đó. Cũng vì cái thửa đất của nhà cô nằm ở vị trí tốt, cho nên tôi mới đồng ý mua với cái giá đó. Nhưng mà thôi, bây giờ nếu mà cái giá đó mà cô không bán á, thì chắc tôi tìm miếng khác vậy. Tôi xin phép đã làm mất thời gian của cô. Cảm ơn cô, tôi đi.
Anh làm cái gì mà vội vàng quá vậy? Em chưa nói hết lời mà. Tính tôi á, dứt khoát, gọn lẹ, bán hay không bán á, để tôi còn tính. Chứ tôi không có quen cái kiểu mà cò kè thêm bớt một hai. Coi kìa, anh á, đúng là nóng tánh quá à. Em đây á, đã hứa bán cho anh rồi, thì giá rẻ một chút em cũng chỉ bán cho anh thôi, chứ có bán cho ai đâu. Tôi cũng không cần cô ưu ái cho tôi đâu, cứ thuận mua mà vừa bán. Nếu mà cô đồng ý thì mình cứ đến tòa đi, làm thủ tục sang tên, rồi vợ chồng tôi sẽ chồng tiền cho cô. Ngày giờ là do cô hẹn ngang. Nếu anh nói vậy á, thì em cũng không phiền anh nữa. Để em coi rồi chọn ngày tốt cho anh. Vậy ngang, tôi xin phép cô tôi đi về trước ngang. Chồng bà không có dễ dụ đâu, càng chiêu trò thì càng nhục mặt thôi. Cẩn thận nha con. Thầy à, sao nhìn mặt thầy nghiêm trọng quá vậy? Vết thương của nó có vấn đề gì sao? Dạ, vết phỏng vừa kéo da non, do cậu hai vận động quá sức khiến da vừa lành rách toạc ra. Nếu không khéo chăm sóc sẽ bị nhiễm trùng. Cậu hai, cậu cần phải cẩn trọng nhiều hơn. À, phiền thầy tìm cách tìm thuốc tốt cho nó đi. Tiền bạc không cần phải lo đâu, thầy cứ ra toa những cái loại thuốc tốt nhất cho tôi. Dạ, ông chủ không cần phải căn dặn, tôi nhất định sẽ lấy những loại thuốc tốt nhất và hay nhất cho cô hai. À, cảm ơn thầy. Dạ. Ông chủ còn gì căn dặn nữa không? Nếu không để tôi ra ngoài kê tô thuốc cho cô hai. Ừ. Ờ con à. Con nằm nghỉ đi con. Con muốn uống nước. Bà lấy giùm con ly nước trên bàn đi. Để bà lấy cho. Cảm ơn ba. Uống từ từ thôi nha con. Thầy nói là con đừng có cử động mạnh, nghe không con? Dạ. Ủa, rồi cái bà Bình gì đâu rồi? Sao bà không thấy ở đây chăm sóc cho con vậy hả? À, dạ, vì anh Hải cũng bị thương nên chị Bình xin con nghỉ một thời gian để chăm sóc cho anh ấy. Chăm sóc? Chăm sóc cái gì? Thằng Hải nó làm sao bằng con? Kêu bà bỏ hết về đây chăm sóc cho con, nếu không muốn bị đuổi. Dì Bình không có sợ bị đuổi đâu ba. Hải là con của dì, dĩ nhiên là dì phải lo cho Hải trước rồi mới tới con chứ. Ai cũng vậy mà ba. Thì ba biết là dì vậy rồi, nhưng mà bây giờ đi mướn người khác ba không có yên tâm. Tại vì ba sợ là người ta không có cẩn thận, rồi không có sạch sẽ thì vết thương của con sẽ bị nhiễm trùng. Ba, hay là ba nói dì Bình cho Phượng đi làm lại đi. Con thấy Phượng siêng năng, giỏi giang, lại sạch sẽ, nhanh nhẹn. Con Phượng á hả? Dạ. À, ba cũng vừa ý con bé đó. Nhưng mà ngặt nỗi bây giờ nó đâu có chịu làm cho nhà mình nữa đâu.
Sao mà ép nó được con? Không phải là con không chịu làm nhà mình đâu ba, mà là... Là sao? Mà là dì Nhi đuổi, không cho em Phượng làm ở nhà mình nữa. Cái gì? Tại sao lại đuổi người ta? Ba thấy là con bé đó nó hiểu ý chủ từ trước tới giờ chưa nha? Dạ. Tại vì một lý do khác ba. Lý do gì thì con cứ nói ra đi, đừng úp úp mở mở như vậy nữa. Lý do gì? Dạ. Dạ tại vì Phượng, Phượng chính là, là người con gái mà con thương. Đi. Ba không vì cái thân phận nghèo hèn của con Phượng mà cấm hai đứa đến với nhau đâu. Ba không chỉ tổ chức đám cưới cho hai con thật linh đình, mà thậm chí ba còn cho con Phượng một danh phận đàng hoàng. Trời ơi, ba, ba nói thiệt hả ba? Vậy là Phượng sẽ vui lắm khi nghe được tin này. Con cảm ơn ba, con cảm ơn ba nhiều lắm. Thì ra Bình lạnh nhạt với tôi là vì có người con gái khác. Bình là của tôi, tôi sẽ không bao giờ cho phép Bình bỏ tôi cưới người khác đâu. Không bao giờ. Chỉ cho anh cưới Phượng. Nếu như hai em sống khỏe mạnh bên nhau. Nhưng mà chưa gì em cá đen đã chết rồi. Em ở lại một mình chắc buồn lắm phải không? Mà em yên tâm đi, ngày nào anh cũng đem em ra đây cho em thăm bạn của em. Bạn em anh chôn ở dưới đó đó. Thà tử biệt còn hơn chia ly. Sống mà không được gần nhau thì còn khổ hơn chết gấp càng lần. Cá ơi, anh mà không cưới được Phượng, anh chỉ có đường chết thôi à. Xuân, con nói gì vậy? Má, tại sao má biết chỗ này? Con không cho má phá bỏ nó đâu, không cho má bắt bạn của con đâu. Coi con kìa, con làm gì mà hốt hoảng dữ vậy? Có phải bây giờ má mới biết chỗ này của con đâu? Nếu như muốn bắt, má đã bắt bạn con từ lâu rồi, đâu phải đợi tới bây giờ. Má biết chỗ này lâu rồi hả? Con á, thiệt là trẻ con, hoa viên của nhà mình rộng lớn, nhưng cả chục năm rồi, không lẽ nào má không tới khu vườn nhỏ của con được sao? Vậy sao má không nói? Vì má thấy con giấu, cho nên má giả bộ không biết để cho con vui. Con không thích hả? Không phải. Nhưng mà nếu như má giả bộ không biết cho con vui thì bữa nay má ra đây làm gì? Má không muốn cho con có bạn hả? Không đâu con trai à, con đừng có sợ. Con là con của má, niềm vui của con cũng là niềm vui của má. Với lại đám bạn của con đâu có đụng chạm gì tới má đâu. Sao má lại cấm chứ? Má nói như vậy là con hết lo rồi. Má tới đây gặp con là để nói cho con một tin vui. Tin vui? Ừ. Sau khi suy nghĩ, má quyết định cho con cưới con Phượng làm vợ. Má, má mới nói cái gì? Lỗ tai con có nghe lộn không?
lỗ tai của con không có nghe lộn đâu. Má nói là cho phép con cưới con Phượng. Nhưng mà con cá nó chết rồi. Con cá không phải tự nhiên nó chết đâu. Cá không phải tự nhiên chết. Ủa, ủa là sao con không hiểu? Là má, là má lén bỏ muối vô hũ cá của con. Má bỏ muối vô hũ cá của con. Má làm vậy để làm gì? Vì má muốn con cá đó chết. Sao má hát vậy? Con không cần biết. Với lại chỉ là một con cá con thôi, sống chết đâu có gì quan trọng. Tại má không biết đó thôi. Con cá vàng này nè, từ ngày mà nó mất bạn, nó buồn hiu à. Nhưng bù lại má cho con cưới con Phượng, con không vui sao? Con vui. Nhưng mà con sợ ba lắm. Con không phải sợ. Nếu như con thật lòng thích con Phượng thì con cứ nói thẳng với ba, ông ấy nhất định sẽ cưới con Phượng cho con. Thôi, ba không chịu đâu. Ba sẽ đánh con đó. Nếu như con không nói, con sẽ mất con Phượng vĩnh viễn. Con không chịu đâu. Con không chịu thì con phải can đảm lên. Má sẽ giúp con. Dạ, con sẽ can đảm. Cho dù có bị ba đánh, con cũng nhất quyết cưới em Phượng. Giỏi lắm con trai. Nếu như con thuyết phục được ba, má sẽ đi cưới con Phượng liền cho con. Như vậy là cưới xong, con sẽ sống chung với em Phượng suốt đời luôn phải không má? Phải. Cá ơi, em nghe chưa? Má ơi, con cá vàng nó nhớ bạn quá, nó chết luôn rồi kìa. Chị nặng trái cam đẹp không? Đẹp. Của em cũng đẹp luôn nè. Ủa ông ơi, ông nặng cái gì vậy? À, ông đàn con trâu. Mấy đứa nặng được cái gì? Cho ông coi coi. Dạ con đang nặng cái nhà. Ờ. Dạ con nặng trái cam nè, ông nội coi có đẹp không? Ờ, đẹp lắm. Ừ. Đẹp quá à. Em thích nặng con là tuột. Còn con nặng được cái gì? Nặng gì mà chăm chú quá, ông hỏi không thèm trả lời luôn. Đâu, đưa ông coi coi. Dạ, con nặng được cái này nè. À, nó nặng con lãi không? Nó nặng tầm bậy á không? Em đâu có nặng tầm bậy đâu. Ông chịu thua. Ông không biết không? Ừ, ông không biết. Con nặng trái ớt của anh hai á. Hả? Con nặng trái ớt của anh hai? Dạ. Thì ra trái ớt của anh hai như vậy sao? Nó xạo á không? Ớt của con không phải vậy. Mấy lần em thấy bà nội tắm cho anh, em thấy trái ớt của anh giống y như vậy á. Không phải. Mày nói xạo, tao đem mép bà nội. Con nói thiệt mà ông. Tại sao anh hai lại giận vậy? Tại con hư đó.
con gái con đứa mà đi dành anh hai tắm, cho nên anh hai mắc cỡ, hiểu không? Vậy là con sai rồi hả ông? Phải. Thôi, con mau vô xin lỗi anh đi. Dạ. Ừ. Em bạn con mặc đồ có dễ thương. Thôi, trời. Mấy đứa coi rửa tay đi. Dạ. Chuẩn bị ăn cơm đó. Ông ơi, ngày mai con chơi tiếp nha. Ừ. Con chào ba. Khải Văn, má có chuyện quan trọng muốn nói với con. Giữa tôi với bà bây giờ không còn gì để nói hết. Khải Văn, bà đi về đi. Khải Văn, Khải Văn, Khải Văn, Khải Văn. Con bóp như vậy bà có đau lắm không? Không, không có đau. Thấy đỡ nhiều rồi con à. Thấy bớt nhiều rồi. Nếu mà bà đau á thì bà cứ lên tiếng nha, để con nhẹ cái tay lại. Năm xưa bà đã đối xử với con không có ra gì hết. Bây giờ nghĩ lại mà thấy mà ân hận lắm. Chuyện đó cũng đã qua lâu lắm rồi. Bây giờ con cũng không có còn nhớ nữa. Xin bà đừng có áy náy. Dù gì thì bây giờ con với anh Văn cũng sống với nhau rất hạnh phúc. Khải Văn nó giận má, không thèm kêu một tiếng má, đã đành. Lẽ nào con cũng không tha thứ cho má sao Dũng? Dạ, chuyện này từ lúc bước chân đi, tôi đã thề cắt đứt mọi quan hệ với căn nhà đó rồi. Tôi không hận, cũng không thù ai hết. Nhưng biểu tôi hiếu thuận, tôn kính với người giết chết má của mình. Xin lỗi, tôi không làm được. Nhưng còn con cũng không cho má cơ hội để chuộc lỗi mà. Khải Văn, con có biết là bao nhiêu năm qua má hối hận nhiều lắm không? Đêm nào má cũng tụng kinh niệm Phật. Má chỉ mong cầu được con tha thứ cho má thôi. Tôi đã không hận, không thù nên không cần tha thứ. Bà có thể thanh thản sống hết cuộc đời. Dung à, em làm xong á thì đi coi nấu cơm đi, anh ra thăm ruộng. Còn bà cứ ngồi đó nghỉ ngơi, bao giờ hết đau thì về. Khải Văn, Khải Văn, cô khoan đi đã. Má có chuyện muốn nói với con. Đừng sừng má với tôi nữa. Má có cái này muốn đưa lại cho con.
vật quý như vậy, tôi không dám nhận đâu. Khải Văn, vật này không những quý mà còn vô cùng ý nghĩa với con. Khải Văn, con có thể không nghe ma nói, có thể từ chối tất cả gia tài mà ma muốn trao cho con, nhưng chiếc vòng này con không thể không nhận. Bởi nó không chỉ là một chiếc vòng cẩm thạch quý giá, mà nó còn là kỷ vật của ba con để lại. Kỷ vật của má tôi. Tụi bay lục soát hết, kiếm hết cho tao, kiếm cho bằng được nó thôi, nhanh lên. Dạ. Thì mày không có dám đụng, nhưng mà chồng của bà thì mày dám đúng không? Hả? Dạ không con. Hương hồn á thì mày đem đôi bông tai trả cho tao, còn không thì mày khó sống với tao đó. Dạ không, con chưa bao giờ nhìn thấy đôi bông tai của bà chủ, sao con lấy được bà chủ? Bà chủ nhớ lại giùm con, các bà có để quên đâu không? Ý mày nói là tao đổ quan cho mày hả? Miệng lưỡi của mày cũng quạt ngon lắm đó. Hèn gì ông chồng của tao chết mê chết mệt với mày, cái gì cũng phục vụ cho mày, tới cái giường tao mới mua cũng mua cho mày đó. Dạ con không dám đâu bà chủ. Nhưng mà mày đừng có mong vừa hơi, bữa nay ông không có nhà đâu. Thưa bà chủ, tụi con đã tìm khắp các nơi không thấy đôi bông của bà chủ đâu hết. Tụi mày đúng là một lũ anh hại, tìm lần nữa cho tao. Dạ. Luôn cho bằng đường mới thôi. Con bậy đâu, lấy cái đôi cho tao. Còn mày, bà chủ, mày có khai ra không đôi bông tai của tao mày để đâu hả? Mày có được không hả? Bà chủ, đồ của tao mày để đâu, bông tai tao đâu hả? Mà bà chủ, con không lấy đâu mà bà chủ. Dạ, mày không con... lấy gì ở đâu? Bà chủ tha cho con. Bà chủ rồi đâu? À, dạ rồi. Đưa đây. À, dạ. Bà chủ, bà chủ ơi, con không dám lấy đâu mà. Con quỷ, tao cho mày thêm một lần nữa, đôi bông tai tao mày giấu ở đâu? Dạ hả? Con không dám lấy của bà chủ. Mày nói không? Mày hả? Mày hả? Mày giặt quỷ, dám lấy đồ ăn đi. Mày hả? Bà chủ, dám lấy đồ ăn. Mày hả? Bà chủ ơi, mày dám, mày dám, mày dám hả? Hả? Bà chủ ơi, con nói bà chủ. Mày giấu ở đâu? Bà chủ, bà chủ ơi, bà chủ, đôi bông tai thì con thấy, nhưng mà con tìm thấy cái vật này. Bà chủ, cái này là của con mà bà chủ. Cái này là của con. Bà chủ thương tình. Buông ra. Cái này là vật kỷ niệm của bà ngoại con. Bà chủ ơi. Cái này của mày hả? Của thằng cha khốn kiếp nó mua cho mày đúng không? Cái này là vật kỷ niệm là của quá đáng con. Con mãi của bà chủ. Tụi bay đâu? Lôi nó ra đánh chết luôn cho tao. Dạ. Con là ai mà? Con không dám đâu bà chủ. Bà chủ ơi. Lôi nó. Đi ra ngoài. Con xin bà, con là ai bà? Cái vòng này không phải của ông mua cho con đâu bà chủ. Một cái vật quý giá như vậy mày mua nổi sao hả? Chết đi. Dạ dĩ nhiên là con mua không nổi, đó là vật gia truyền của bà ngoại con để lại. Con thề với bà, chiếc vòng cẩm thạch này là của con chứ không phải của ông mua đâu. Có ma mới tin được lời của mày nói. Còn tụi bay, lôi nó ra, đánh nó ra tụi bay cho tao. Bà ơi, lôi đi. Bà ơi, đánh chết nó cho tao. Trả lại chiếc vòng cho con. Chiếc vòng đó con mày nói. Đi ra ngoài. Trả lại cho con. Bà ơi.
lên nước xanh đúng như màu mình thích. Bà còn dám cướp luôn cây vật của má tôi. Bà thật là quá đáng mà. Con ơi, lúc đó vì quá ghen nên bà mới mù quáng như vậy. Dặn con ơi, má xin lỗi con, hãy tha thứ cho tôi bà. Tôi đã nói rồi, bà không phải là má của tôi. Tại sao bà không nghe vậy? Nếu con không thích thì má không gì gì không nói nữa. Chiếc vòng của má con xin trả lại cho con. Từ đây về sau dì sẽ không tới đây quấy rầy vợ chồng con nữa. Dân ơi, lần này có thể là lần cuối cùng chị gặp con. Chỉ có một điều chị mong con hiểu cho chị là chị thật tâm hối hận lắm. Chị mong là con tha lỗi cho chị như vậy. Chị xin lỗi con. Cái dòng cẩm thạch này sao thấy quen quá. Hình như mình đã thấy nó ở đâu rồi. Con thấy ngứa chút nào không? Không phải nó ngứa một chút má, mà con ngứa muốn chết luôn á. Nếu như con không nghe lời của má thì hồi tối con gãi cho nó đã ngứa rồi. Hey, tầm bậy tầm bạ, con không có được gãi nghe không? Vết thương mới vừa kéo da non, gãi mà bông tróc ra mà chảy máu là má đánh đòn con đó. Con biết, cho nên là con đâu có gãi đâu. Mà công nhận á, má mắc tay thiệt á. Hôm qua ông thầy thuốc á còn khen má quá trời luôn á. Không phải là má mắc tay, mà là nhờ cái chai mật ong rừng này nè của Nhàn thôi. Nó leo lên cây lấy mật tới nỗi mà ông đã đánh chạy rối chết luôn. Mọi người vì con mà cực khổ quá trời luôn, con ấy nấy quá. Bởi vậy con phải ráng ăn uống cho mau lành nghe không. Mai má đi rồi á, không có ngồi mà nhắc cầm canh vậy đâu. Ủa má? Ừ? Mà má đi đâu vậy? À, má về biệt thự coi chăm sóc vết thương cho cậu Hai Bình. Nè, bữa đó vì cứu con mà vết thương vừa mới lành bị rách ra, hình như chảy máu nhiều lắm. Mà nhà bên đó thì neo đơn. Bình xứng đáng được má chăm sóc mà. Má không cần ấy nấy đâu.
con sắp lành rồi, má kiên tâm mà đi đi. Má, anh hai nói đúng hả má? Má cứ lên biệt thự chăm sóc cho cậu Bình đi. Còn anh hai á, đã có con rồi, con hứa với má là sẽ chăm sóc cho anh hai tận tình tận biết ăn giấc ngủ luôn. Khi nào mà má về á, má sẽ thấy anh hai mập tù lù lên luôn cho con. Mẹ, có mới nói nghe, mà sao tự nhiên tôi nghi quá. Anh hai nghĩ gì chứ? À, thì tôi nghi cái lòng tốt đột xuất của em á. Em tốt thiệt mà. À, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Anh hai hiểu gì? Hiểu là có người lo cho cậu Hai Bình mà không thể lên chăm sóc được, mượn tay má chăm sóc. Tử Phượng à, anh hai con đang đau, sao con mạnh tay vậy Phượng? Anh hai có đau không? Nè, để khi nào em bị thương đi, rồi anh đánh thử, em có đau không thì biết rồi. Em xin lỗi anh hai. Con Phượng đâu? Phượng. Dạ. Mau vô trong sửa soạn đồ rồi theo tao lên công ty. Xe của ông chủ đang đợi mày trên đó. Tự nhiên biểu tôi sửa soạn quần áo rồi lên biệt thự làm chi? Tao đâu có dư hơi mà khi không kêu mày lên làm chuyện tao đâu. Đây là lệnh của ông chủ, biểu mày lên biệt thự để chăm sóc cho cậu hai. Biểu tôi? Ừ. Dạ thưa ông, chắc là ông nghe lộn rồi. Người ông chủ kêu là tôi chứ không phải con Phượng đâu. Lộn ông bà, ông giải bà đó. Tao chưa có già làm cẩm đâu. Giờ sao, mày có đi hay là không, hay là mày muốn ăn gậy? Dạ, chờ con một chút. Dạ. Nhưng mà thưa ông, bà chủ đã cấm cửa không cho con Phượng lên rồi mà. Bà đừng có lại nhảy. Cái đó tao không biết. Muốn thắc mắc cái gì, lên gặp ông chủ mà hỏi. Ông Cai, tôi xong rồi. Má, con đi nha. Nhưng mà con đi một mình má không yên tâm. Không sao đâu má. Cái gì mà không yên tâm? Con tao ăn thịt nó hả? Đưa nó đi. Má, dạ. Má nhà cứ chăm sóc cho anh hai đi. Em không sao đâu. Phượng nè, con đi nha má. Cẩn trọng đó. Con biết rồi. Má đừng có quá lo, có lệnh của ông chủ á, ông Cai Tuất á, ông không dám làm gì hại Phượng của má đâu. Huống gì Huống gì? Con nói vậy là có nghĩa gì? Sao con ngừng giữa chừng mà không nói tiếp? Dạ, huống gì con Phượng có hậu thuẫn là cậu chủ. Nè, mấy bữa nay con cứ chọc con Phượng với lại cậu chủ hoài à. Má thấy không có hay chút nào hết. Dạ, sao không hay hả má? Thân phận không hợp. Con đừng có chọc kẹo em con như vậy. Em con trẻ người non già, nó đem lòng thương người ta có phải khổ hơn không? Từ nay không có được chọc kẹo em con nữa, biết chưa? Thì ra là má lo chuyện này. Con không phải là tự nhiên mà chọc kẹo nó đâu. Không phải tự nhiên. Không lẽ là thiệt? Là thiệt có má. Cậu chủ đúng là có để ý con Phượng nhà mình đó. Con đừng có nói bậy. Má à, thấy sang bắt quan làm họ, người ta cao sang quyền quý, đời nào để ý đến đám cùng đinh mạc hạng với em con. Má à, thằng Nhàn và đám công nhân á, nó kể cho con nghe. Họ nói là đã thấy con Phượng với cậu chủ thân mật với nhau ở ngoài bờ suối á. Con nói cái gì? Má, thằng Bình với con Phượng không được. Thằng Bình với lại con Phượng tuyệt đối không thể nào yêu nhau. Má, không được, má phải ngăn cản chuyện này. Má à, má làm gì vậy? Má phải đi ngăn cản hai đứa nó lại. Má à,
Trời ơi coi má kìa, yêu nhau thôi có gì hốt hoảng như là trời sập vậy. Nhưng mà con thấy cái tình mình đó nhân cách cũng rất tốt, tính tình cũng được. Trời ơi là trời, má đang lo cháy ruột cháy gan đây nè, con đừng có hù má nghe không. À, có gì á con nhờ chú Bảnh với thằng Nhàn giúp. Má phải đi theo con Phượng đây. Má à, má, tình yêu á là cái thứ mà má càng cấm cản nó càng bùng cháy. Nếu hai đứa nó yêu nhau á, má cấm cản không có được đâu. Thôi, chúng ta chấm dứt tại đây, không mua bán gì nữa cả. Khoan đã, trước khi đi em có món đồ này cho anh coi. Nếu như anh không coi thì anh sẽ phải hối hận đó. Anh có nhận ra cái áo này là của ai không? Áo lót mình đâu ta? Làm sao cô có cái áo lót của tôi? Anh không nhớ gì hả? Bữa đó khi lên giường với em, lúc ra về gấp quá nên anh bỏ quên lại. Mà không, là vì anh sợ em nhớ anh cho nên mới lưu hương bằng cách để lại cho em cái áo này. Không đúng, cô đừng có nói bậy. Nói bậy? Vậy anh giải thích đi, tại sao cái áo lót của anh lại nằm trong tay của em? Đây á là trà lại mua từ Thái Nguyên, ông uống thử coi được không? À, cảm ơn cô. Chà, nghe cái mùi thơm của trà nó phảng phất như vậy là biết trà ngon số 1 rồi đó nghe. Tôi nhớ rồi, cái ly trà hôm đó cô bỏ thuốc ngủ cho tôi uống đúng không? Rồi cho người lấy áo lót của tôi. Sự thật đúng là như anh nói, nhưng nếu cái áo này em đưa cho vợ anh thì không biết chị ấy có tin không ta. Hay là em nói thêm cái chuyện là bên bắp đùi trái của anh có một nốt ruồi son khá lớn. Vô sĩ. Vậy chứ bây giờ cô muốn bao nhiêu? Cô nói đi. Hỏi em muốn bao nhiêu là anh coi thường em quá rồi. Đường đường là con dâu bà Hội danh giá một vùng, không lẽ thiếu thốn tới mức phải cần anh ra tay bố thí hay sao? Vậy bây giờ cô cần cái gì? Em cần anh. Nè, tôi không có giỡn với cô nghe. Em cũng đâu có rảnh để giỡn với anh. Em thích anh thật lòng mà. Chỉ cần anh chịu tới với em mỗi tuần một đêm thôi. Cô là một người phụ nữ lại đi đề nghị với một người đàn ông như vậy, thật là trơ trẽn, vô liêm sỉ. Anh cứ chửi, em không có giận anh đâu. Nhưng mà anh phải nhớ, tối ngày mai anh phải tới gặp em, rồi anh sẽ thấy em hơn bà vợ quê mùa của anh ra làm sao. Còn không thì em sẽ trả cái áo này cho vợ của anh và kèm theo một câu chuyện lãng mạn. Không được, cái áo này là của tôi, cô phải trả lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Cô trả lại cho tôi cái áo của tôi mà. Cứu tôi. Bớ người ta. Trả lại cho tôi. Bớ người ta. Trả lại cho tôi cái áo này là của tôi. Ông Hai ơi, ông làm gì mà hai vậy? Có chuyện gì vậy ông? Tụi bay làm chứng là ông này muốn xâm hại tao. Cô. Dạ mợ yên tâm, tụi con sẽ làm chứng cho mợ. Cô đúng là. Ừ.
Khuya rồi, mình không vô trong nhà nghỉ, ngồi đây á, mũi dữ lắm. Trong nhà nóng nực ngột ngạt lắm. Em cứ vô nhà ngủ trước đi, anh ngồi đây một lát. Mình vẫn còn vì chuyện của má mà bận lòng sao? Em đúng là một người vợ hiểu chồng, không có chuyện gì giấu được em hết. Từ lúc dì Hội gặp anh rồi về, thấy mặt mình không có được vui là em biết mình có chuyện khó nghĩ. Nhưng mà mọi chuyện tùy tâm mình quyết định, nếu mà thấy khó thì bỏ qua, đừng có quá ưu tư, để ở trong lòng rồi sanh bệnh. Bà ta là kẻ thù giết má anh. Theo lý, nếu anh không trả thù thì cũng phải đem lòng oán hận. Nghe bà ta kể chuyện tước đoạt chiếc vòng gia truyền của gia đình, anh phải tức sôi gan lên. Vậy mà khi nhìn thấy bà ấy già yếu lẫm cẩm đi siêu dẹo giữa trời nắng trưa như vậy, anh lại thấy xót lòng. Dung à, em có thấy bà ấy già yếu hơn trước nhiều rồi phải không? Sanh lão bệnh tử, đời người ai mà không trải qua. Em nghe mấy đứa gia đình nói bệnh tình của bà trầm trọng lắm rồi, e là không được bao lâu nữa. Nhà cửa ruộng vườn cũng... Nếu không phải sợ làm má anh buồn lòng nơi chín suối thì anh đã tha thứ cho bà ấy từ lâu rồi. Mình là người đức độ, nhân từ, ra đường gặp người lạ bị nạn mình còn ra tay cứu giúp, huống gì người đã nuôi nấng mình mấy chục năm nay. Dù cho là kẻ thù giết mẹ, dù không sinh mình, nhưng bà ta cũng có ơn dưỡng dục. Vậy theo em, anh có nên tha thứ cho bà ta không? Em không có đủ tư cách, cũng không có dám khuyên mình. Nhưng sáng mai em sẽ để mình gặp một người. Gặp một người? Người nào vậy em? Một người đủ tư cách để giúp mình quyết định chuyện này. Em làm cho anh hồi hộp quá. Người đó là ai vậy? Một người mà mình cũng quen. Nhưng mà thôi, để sáng mai đi. Bây giờ mà em nói ra, mình sẽ lại trăn trở trằn trọc nguyên một đêm. Em đó, học gì không không, lại học đám cháu đi làm khổ anh thôi. Em cũng chỉ muốn tốt cho mình mà thôi. Khuya rồi, mình vô trong nhà ngủ đi. Mình đi. Thank you.
Đúng rồi, đây chính là chiếc vòng cẩm thạch của chị Tư tôi. Ba má ơi, chị Hai ơi, cuối cùng em cũng đã tìm được chị Tư rồi. Chú Hai, chú có thể cho tôi gặp chủ nhân của chiếc vòng này được không? Bởi đó chính là chị ruột của tôi đó. Chiếc vòng này chính là má của tôi. Bà đã chết rồi. Chú nói cái gì vậy? Chú là con của chủ nhân chiếc vòng này hả? Vậy có nghĩa chú là con của chị Tư tôi hả? Nhưng sao chị Tư của tôi lại là người hầu trong nhà của bà Hội? Tôi với má không có duyên được sống bên nhau. Mãi tới năm 32 tuổi tôi mới biết mình không phải là con của người đàn bà vô nhân độc ác kia. Những gì biết về má chỉ gói gọn trong di ảnh và phần xương cốt mà hàng ngày tôi khói nhang thờ phượng.
Vậy còn chiếc vòng này? Chiếc vòng này là do bà Hội vì ray rứt lương tâm mà đem trả lại thôi. Chị Tư ơi, chị chết thảm quá. Em đã hứa với chị hai là kiếm cho bằng được chị, vậy mà sao chị không chờ em? Chỉ gì cũng tại người đàn bà độc ác đó. Không được, em phải đi qua bà ta để hỏi cho ra lẽ. Thôi thôi thôi, không được. Bình tĩnh lại đi em. Bình tĩnh. Em định làm cái gì? Em phải đòi lại công bằng cho chị Tư em. Em sẽ thưa lên quan, bắt bả về tội giết người. Bằng chứng đâu? Chuyện đã xảy ra mấy chục năm rồi, mà cho dù có bằng chứng cũng khó mà buộc tội bà ta. Nếu như quan không xử được thì chính em sẽ xử bả. Em phải bắt bà ta nợ máu, phải trả bằng máu. Một mạng đền một mạng. Không phải một mạng đền một mạng đâu, mà là hai mạng đền một mạng. Chị Tư em có ngậm cười nơi chính suối hay không thì anh không biết, nhưng mà anh chỉ biết là em sẽ phải vào tù vì tội giết người, hiểu chưa? Không lẽ anh bắt em phải ngồi im nhìn chị Tư em chết oan như vậy sao? Chị Tư em chết oan ức quá mà. Lúc mới biết chuyện má con bị bà ta đánh chết, con cũng có cảm giác giống như gì vậy, cũng muốn một dao bắt bà ta phải đền mạng. Nhưng rồi con nghĩ lại, nếu mình vì thù oán mà giết người thì mình cũng giống như bà ta thôi. Con tin ông trời có mắt, ác giả ác báo. Bà ta đã gieo nhân thì ắt sẽ gặp quả thôi. Gì à? Chồng con nói không có sai. Ngày xưa quả báo thì lâu, chứ ngày nay quả báo nhãn tiền ngay trước mắt. Bao nhiêu năm qua bà ta cũng đã tự dày dò lương tâm, khổ sở sống trong cảnh cô đơn bệnh tật, nên con thiết nghĩ chị không nên dồn bà ta vào bước đường cùng. Cứ để nhân quả báo ứng lên người bà ta. Phải đó. Lưới trời tuy là thưa nhưng khó thoát lắm. Không phải bây giờ bà ta đang gặp quả báo đó sao? Anh tin á, là chị Tư ở trên trời cũng không muốn em vì trả thù mà phải lâm vào cảnh tù đài lao lý đâu. Bây giờ thì em đã tìm được giọt máu của chị Tư rồi đây nè, không phải em vui hơn hay sao? Anh không nhắc em cũng quên mất. Không ngờ chú hai lại là con của chị Tư. Theo gia dế, bây giờ tôi là dì của chú. Con cũng không ngờ cuối cùng ông trời cũng thương con, cho con được đoàn tụ với dì. Bao nhiêu năm nay con luôn mơ ước có một người thân để hiểu thế nào là tình thân,
ruột thịt. Gì? Chị Tư yên tâm đi, từ nay em sẽ quan tâm và lo lắng cho Khải Văn như là con ruột của em vậy, và sẽ bù đắp tình thương cho Khải Văn mấy mươi năm trời thiếu chắc. Dạ, con cảm ơn chị nhiều lắm, và con sẽ chăm sóc hiếu kính với chị. Tự nhiên, sao vậy lại để cho con chăm sóc hiếu kính? Bởi vì chị là em của má con, thì khác gì chị là má của con chứ. Bao năm qua con vẫn luôn mơ ước là má con còn sống để con yêu thương hiếu kính. Nguyện vọng này của con coi như ông trời đã cho con được tội nguyện. Má con có ở trên trời nhất định sẽ rất vui khi thấy con và dì được trùng phùng.